Nhục 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 chế độ Việt Cộng man dợ trước mắt Nhật và thế giới. Trận đá banh mới xảy ra giữa hai đội banh Việt Nam vs Nhật với tỷ số 1 đều 1-1, khá khen cho đội banh của Việt Nam. Giữ hòa là điều khó khăn từ xưa đến nay, không phải là dễ. Tuy nhiên, việc cổ võ trên khán đài của những cổ động viên của Việt Nam là bọn người cuồng đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, cuồng cờ phúc kiến của giặc Tàu, cuồng tên gián điệp Hồ Chí Minh Hồ Quang của giặc Tàu. Đau đớn thay, chế độ Việt Cộng đã dễ dàng bị lọt chúng vào bẫy của Nhật Bản để lộ ra bản chất vô văn hóa của chế độ Việt Cộng. Bị phơi bày trần trụi trước con mắt của thế giới văn minh. Tôi nói, bẫy không phải đoán mò đâu, vì JFA, Japan Football Association, đã làm sẵn bảng cấm với hình ảnh và bằng tiếng Việt như sau. Trước trận đấu, kính gửi quý vị khán giả đến sân, hãy thường xuyên đeo khẩu trang đúng cách, cấm cổ vũ bằng tiếng nói như KHVV, huýt sáo bằng tay. Trong những hình ảnh tôi đính kèm theo bài viết có hình hai lá cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ quốc Việt Nam được ghi nhận ở phút 35-31, lúc đó Việt Nam đang thắng Japan 1-0. Những người Việt Nam đứng xung quanh hai lá cờ vàng Tổ quốc đó đang đeo khẩu trang và đang im lặng theo dõi trận đấu. Họ không lăng xăng như nhóm cuồng đảng, cuồng hô. Dù có bảng cấm không được tháo khẩu trang, cấm không được ca hát, nhưng nhóm người này vẫn có thể giả đuôi mù, không nhìn thấy. Chúng giật phăng khẩu trang ra hát lớn sùm vang lên. Có thể làm điếc tai, làm khó chịu cho những ai đang ngồi xung quanh. Tưởng hát gì, ai dè chúng hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Trời ơi, viết đến đây, tôi đã cảm được sự nhục nhã vì tôi là người Việt Nam. Tôi nhục nhã và đau đớn khi nhìn thấy một số tuổi trẻ cổ động viên Việt Nam tôn thờ lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến và tôn thờ luôn tên gián điệp giặc Tàu Hồ Chí Minh thiếu tá Hồ Quang của Bác. Lộ quân Trung Cộng, bất cứ những cuộc đá banh nào cũng có đội thắng, đội thua hoặc thỉnh thoảng hòa. Nó là chuyện thường tình, lấy tinh thần thể thao làm giao hữu thân thiện giữa các quốc gia với nhau. Nhưng đau đớn thay, chế độ Việt Cộng man dợ đã đầu độc và dạy dỗ các em phải đoạt giải chiến thắng cho bằng được để hàng ngàn các em được kéo cờ đỏ sao vàng phúc kiến của giặc Tàu. Để các em có thể xuống đường, phóng xe, hò hét, đưa vú, cởi chuồng, xả rác mỗi khi Việt Nam giành chiến thắng, gọi là đi bão. Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tự hào quá Việt Nam ơi là như thế sao? Hả trời! Tự hào quá Việt Nam ơi, khi tuổi trẻ chúng ta cùng vác lá cờ phúc kiến của giặc Tàu. Tự hào quá Việt Nam ơi, khi chúng ta cùng ca vang để ngợi khen tên gián điệp giặc Tàu Hồ Chí Minh Hồ Quang. Tôi muốn hét to thật to lên để các em phải hiểu rõ nỗi trục nhã này khi giặc Tàu đang xâm chiếm từng phần đất, biển, đảo của nước Việt Nam ta. Ải Nam Quan của Việt Nam đâu khác gì Khải Hoàn Môn của nước Pháp, nửa thác Bản Dốc, núi đất Lão Sơn, bãi Tục Lãm. Quần đảo Hoàng Sa bị giặc Tàu chiếm ngày 19 tháng 1 năm 1974, quần đảo Trường Sa, trong đó có Gạc Ma, bị giặc Tàu chiếm ngày 13 tháng 4 năm 1988, còn bãi Tư Chính và bãi Ba Đầu đang bị giặc Tàu vây quanh dòm ngó. Sớm muộn cũng mất thôi. Gần 1.000 cây số vuông ở đường biên giới phía Bắc cũng đang bị giặc Tàu thôn tính. Tôi muốn hỏi các em còn nỗi nhục nào bằng nỗi nhục mất đất, mất biển? Mất đảo không hả các em? Sung sướng gì cho một lần đi bão hời các em? Tôi muốn hét to, niềm tự hào của các em đã bị chế độ Việt Cộng hướng dẫn sai lệch rồi. Các em cứ tưởng tự hào, nhưng đó là sự nhục nhã, vô cùng nhục nhã luôn. Các em cần đặt câu hỏi với bọn cầm quyền Việt Cộng, tại sao không thưa thằng giặc Tàu ra tòa án quốc tế như nước Philippines đã từng làm? Khi giặc Tàu xâm chiếm bãi cạn Scarborough, các em tự hào gì khi bọn giặc Tàu đang vẽ đường lưỡi bò để chiếm trọn vùng biển đảo của ta? Các em tự hào gì khi giặc Tàu bắt nạt, đâm, giết, bắt cóc, cướp hải sản, ngư cụ của ngư dân Việt Nam thì Việt Cộng cho rằng Tàu lạ? Chắc các em cũng biết dành câu nói của nhà vua Lê Thánh Tông, nếu kẻ nào dám đem một thước, một tấc đất của vua Thái Tổ để lại mà làm mồi cho giặc thì kẻ đó sẽ bị tru di. Tự hào là nằm ở chỗ đó, đừng làm mất đất, biển, đảo của ông cha ta để lại. Vua Lê Thánh Tông biết rất rõ,
Giặc xâm lấn từ từ sẽ dẫn đến mất nước, rồi người Việt Nam sẽ trở thành những người nô lệ. Hãy nhớ lời vua Lê Thánh Tông dặn nhá các em. Tình cờ, tôi đọc một bài báo đã đăng trên vietnamnet.vn mà tôi đã đính kèm hình ảnh với bài viết. Tôi rất tâm đắc đồng hành cùng người viết bài. Tôi xin trích một đoạn sau, nói cười hô hố. Chỉ có thể là người Việt, xấu hổ vì trí thức Việt cũng tham ăn tục uống. Thói hư tật xấu của người Việt ra nước ngoài bị khinh lắm, chỉ ở Việt Nam mới có kiểu bán hàng đuổi khách. Nhục nhã khi nhà hàng Việt từ chối phục vụ người Việt. Người Việt ý thức kém, không phục vụ là phải. Người Lào văn minh hơn chúng ta. Đau đớn quá đi thôi, về cách sống văn minh. Chúng ta đang thua cả nước Lào.